Chúng ta sẽ lại tiếp theo phần vẽ thiết kế tay bồng của áo vest và áo măng tô. Như các bạn đang nhìn thấy là chúng ta đã đến cái bước mà đã xác định được hai bên vòng nách tay của tay phần bù vai. Sau khi mà chúng ta đã khoét ở phần thân đi thì chúng ta đang có bên này là thông số là 23 và bên này của chúng ta cũng có là 23. Bây giờ chúng ta đang có độ dư của cái phần xếp nếp của mỗi bên là 4 cm. Thế thì bình thường chúng ta sẽ xếp nếp, nên xếp ở cho cô khoảng cách là mỗi bên thân là 4 cm, thì có nghĩa là trên cái vai này của chúng ta này, nếu như bây giờ các bạn sẽ khớp hai đầu vai này lại. Đây, đợi cô một chút xíu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dán cái phần vai này lại. Đây là chúng ta đang học cắt gập chuyên nghiệp, cũng thành ra là mọi cái nó phải chính xác hết khả năng có thể. Đấy, thì bây giờ các bạn thấy là khi cô khớp hai cái phần vai này vào với nhau, thì các bạn sẽ đo cho cô hai điểm sườn như này này. Các bạn sẽ vuốt lên thì các bạn thấy là vai của chúng ta đang được điểm giữa của nách đang về đằng sau là 1 cm. Phụ thuộc theo độ chênh lệch của nách trước và nách sau. Nếu mà nách thân sau mà lớn hơn nách thân trước mà là 2 cm ấy, thì cái độ chênh lệch này gấp đôi lại nó sẽ là 1. Mà nếu là chênh 1 thì nó sẽ là 0,5. Như thế thì cô sẽ có một điểm khớp ở đây và điểm khớp này sẽ được trùng với điểm đỉnh của tay. Được chưa ạ? Và đỉnh của tay sẽ được dịch về đằng trước hay về đằng sau là do dáng người thì cô đã nói ở phần trước rồi. Thế thế thì bây giờ khi mà chúng ta xếp nếp ấy hoặc là chúng ta vún thì các bạn sẽ phải căn theo cái mốc giữa của cái sống ở trên vai thân này này. Cô sẽ lấy trung bình là từ điểm tâm từ gấp giữa này này xuống đây là 4 cm. Và từ đằng sau này cũng từ trên này xuống đây là 4 cm. Đó, thì hai cái khoảng này là cái khoảng mà trung bình để nó tập trung về đỉnh. Thế thì cái khoảng cách 4 cm như thế này thì có phải là lúc này đằng sau sẽ là 5 và đằng trước sẽ là 3 đúng không các bạn? Đó, thế bây giờ chúng ta vẫn cứ căn theo cái điểm ở giữa nhá. Điểm ở giữa thì trên cái phần thân này các bạn đánh dấu cho cô ở cái mốc 4 đầu tiên là một lép. Cô gọi đây là ly, một ly. Và điểm ở chỗ này của chúng ta sẽ có một ly nữa đúng không các bạn? Sau đó thì khoảng cách giữa hai ly ở đỉnh tay cách nhau khoảng 2,5 thì mỗi bên sẽ là 1,25 thì các bạn sẽ đánh dấu tiếp một cái ly đây. Như vậy thì trên cái tay này này, trên cái vòng nách thân này sẽ có 1 2 3 4, 4 ly. Và bốn cái đường đánh dấu khớp này các bạn cũng phải đánh dấu trên dập để khi các bạn chia các nếp ở tay này thợ người ta sẽ xếp và gấp vào đúng các điểm các bạn đánh dấu khớp. Các bạn hiểu chưa? Chính vì thế mà các bạn làm đến đâu phải đánh dấu đến đấy. Và các bạn muốn gì các bạn phải ghi ra rõ ràng để cho người thợ người ta làm đúng theo ý mình mà không phải chạy theo để hỏi các bạn. Đó, thế thì bây giờ cô sẽ đặt vào đây.